Mẫu đàn Studio Upright Piano tiếp tục là phiên bản kỷ niệm 185 năm thành lập thương hiệu Rotron. Đặc biệt, mẫu đàn này thừa hưởng những tinh hoa chế tác của Rotron, giữ nguyên chất âm thuần đức với hiệu suất mạnh mẽ, trong sáng, nội lực, bởi vì tất cả nguyên vật liệu đều là cao cấp và tuyển chọn. Gỗ Vân Sam, Siska nguyên khối để chế tác sao bo, dây Roslau từ Đức, bộ máy Louis Renner, bộ phím từ Vân Sam, nguyên khối có độ nhạy tiêu chuẩn. Với thiết kế chủ đạo là những đường thẳng tràn viên, bộ đàn này có chiều cao vừa phải 1m25, thùng đàn rộng 0.6m, sở hữu thiết kế tối giản nhưng không kém phần hiện đại sang trọng, pha trộn giữa màu đen truyền thống và những lớp gỗ bougainvillea quý hiếm. Nắp phím chống dập tay, logo in chìm chống bong chóc, màu chrome sang trọng. Tất cả hòa quyện khiến chiếc đàn không còn là một bản thể đơn điệu mà là một phiên bản mới lạ. Dòng đàn Studio Upright Piano dành cho người chơi đã có trình độ nhất định, nên nhiều người nhận định rằng đây là mẫu đàn có chất lượng tốt, độ bền cao và rất kinh tế so với những mẫu đàn cùng phân khúc và mức giá trên thị trường. Từ chung, Rotron rất tinh tế, hiểu tâm lý và trình độ người chơi để có thể liên tục đưa ra những mẫu mã đa dạng về thiết kế, màu sắc, âm thanh, phục vụ được đa dạng đối tượng, trong đó có dòng Studio Upright Piano này. Rất mong được tiếp đón quý vị ghé thăm và trải nghiệm mẫu piano này tại showroom piano cao cấp Impressible của chúng tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.